Hello mọi người. Hello mọi người, xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một loại xương rồng. Đây ạ. Đây gọi là xương rồng bông mọi người ơi. Đó. Mọi người nhìn thấy cái viền nó ở ngoài này này, nó bông bông này. Mềm mềm ấy mọi người. Đó, người ta gọi là xương rồng bông. Thì hiện nay thì đang có rất là nhiều người quan tâm về việc là làm đẹp cho cái không gian sống trong ngôi nhà của mình bằng việc là mình sẽ trồng những cái chậu hoa xinh xinh này, xương rồng xinh đó. Thì xương rồng cũng là một loại cây cảnh mà được tín đồ văn phòng rất là yêu thích nha mọi người. Và cái loại xương rồng này rất là phổ biến và ưa chuộng nhiều nơi đó, xương rồng bông này đó, hay gọi là xương rồng mami đó mọi người ơi. Cây này được thu hút bởi vì cái vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng của nó, bởi vì là cái cây này á, thì đây nó có cái vẻ ngoài rất là độc đáo, bông bông ở ngoài như thế này mọi người ơi. Đó thì chúng ta hãy cùng cây đời tìm hiểu về cách chăm sóc này, cũng giống như là cái đặc điểm, công dụng, ý nghĩa của cây xương rồng bông này nhá mọi người ơi. Đó. Thì về đặc điểm thì cái xương rồng bông này là một loại cây mà thật ra thì tên của nó khá là đặc biệt. Tại vì cái xương rồng bông ấy, nó là một loài xương rồng mà rất là đẹp mọi người ơi, nó mềm mại lắm mọi người ạ. Cũng là thuộc họ xương rồng nhưng mà nó du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam nha mọi người ơi. Và nó có hình dạng thì thân nó tròn hình trụ như thế này và bao phủ bởi một lớp gai thịt trắng mềm. Đó, được bao phủ một lớp gai thịt trắng mềm như thế này. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Và cây thì có được tập tính mọc thành mọc theo bụi từ 3 đến 5 cây như thế này, mọc thèm nha nhỉ. Nó có nhiều cái cây con mọc ra lắm mọi người ơi. Đó, từ một cái thân mà nó mọc ra nhiều cây con như thế này, rất là đẹp nhá. Và thông thường thì mỗi bụi thì sẽ có 1-2 cây mẹ và có cây con luôn. Đó. Đó thì trong cái quá trình sinh trưởng thuận lợi ấy, thì cây mẹ nó sẽ mọc thêm nhiều cái nhánh con như thế này. Đó, mọi người thấy không? Và trên cái thân cây to, thân cây mẹ thì sẽ có nhiều gai và nhọn các thứ này. Đó mọi người ơi. Và chúng thì thuộc loại xương rồng nở hoa. Và cây này sinh trưởng khá là lưỡng tính, là nở hoa và một bông hoa của nó là bông hoa màu vàng nhạt. Và nó tự thụ phấn và tạo thành các cái quả dài rất là đặc biệt đúng không ạ? Thì mỗi cây, mỗi khi mà người ta nói đến cây xương rồng ấy, thì mọi người cũng biết là người ta thường liên tưởng đến cái sự gai góc của xương rồng và sần sùi bên ngoài nhưng lại rất là mọng nước đúng không ạ? Và cây xương rồng bông này cũng sẽ mang đến cái ý nghĩa đặc đại diện cho một người mà người tuy là trầm lặng, khô khan nhưng bên sau đó lại là một cái biển dịu dàng và rất là tình cảm, mềm mại. Đó. Loại cây này là một loại cây mà được biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự kiên cường và luôn cố gắng vượt qua những cái rào cản của số phận. Chính vì vậy mà nó vươn lên mạnh mẽ của xương rồng từ khi mà từ cái những nơi mà khô cằn, rồi nó sẽ vươn lên cái sự khắc nghiệt nhất và đã trở thành một nguồn cảm hứng vô tận cho con người và trong tình yêu. Đó là một tình yêu chung thủy và nó trường tồn vĩnh viễn theo thời gian nha mọi người. Tại vì xương rồng đã là một loài cây mà nó có sức sống mãnh liệt rồi, nó đã sinh sống ở trong những cái vùng đất khô cằn như là ở sa mạc, hoang mạc, và nó rất là kiên cường mạnh mẽ để có thể vươn lên sống sót khỏe mạnh ở trong những vùng đất mà nó có khí hậu khắc nghiệt như thế. Ngoài ra thì những cái ý nghĩa của xương rồng bông này còn có tác dụng là tốt cho cuộc sống của con người. Với cái nét đẹp độc đáo và lạ mắt như thế này thì cây xương rồng bông này được đông đảo tín đồ
yêu thích và trang trí nơi ở đó không chỉ là khó để có thể bắt gặp những cái chậu sơn đồng bông như thế này rất là dễ thương ở các quán cà phê này, và hoặc là tiệm sách thì cũng có rất là nhiều cái sơn đồng bông như thế này mà người ta trang trí làm cảnh ấy mọi người. Và đặt cái cây này ở trong nhà thì sẽ mang ý nghĩa phong thủy và nó sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu cái cây này đó. Và đặt cây sơn đồng này sẽ giúp cho chúng ta giảm các cái bức xạ có hại từ các thiết bị điện tử đến sức khỏe của chúng ta đó. Ví dụ như là các thiết bị điện tử như là máy tính này, điện thoại này, tivi và một số các loại thiết bị khác mà mình dùng ấy, từ cái sóng điện tử thì nó sẽ giảm bớt đi những cái chất độc hại nó có thể, những cái bức xạ mà nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thì chọn một cây sương rồng bông như thế này rất là xinh xắn này, cùng với chiếc thiệp nhỏ nhắn mình có thể gắn vô đây nè, hoặc là mình sẽ thay một cái chậu nào nó đẹp hơn để có thể trồng cây cây này. Thì đây ví dụ nhá, mình sẽ chọn một cái cây, một cái chậu này mọi người ạ. Đó, mình sẽ chọn một cái chậu, cái chậu này thì nó hơi hơi nhỏ. Đó thì mình chọn một cái chậu đi. Đây ví dụ như là mình chọn một cái chậu vàng này. Đó mọi người thấy không? Ôi dồi ôi, nó đẹp quá trời luôn rồi. Đó. Thật ra thì nó hơi hơi cũn một tí tại vì cái chậu này nó hơi sâu. Mình để như thế này là vừa này. Đó, thôi để tạm vô đây đó. Đó mình để tạm vô. Đó thì để vô những cái chậu như thế này thì nó rất là xinh xắn này. Đó. Và mình sẽ dùng để làm quà tặng rất là tuyệt vời cho những cái người bạn yêu quý, người thân, gia đình và người yêu của mình. Thì cách mà mình chăm sóc cây sương rồng này thì đây là một loại cây dạng mọng nước và có thể chịu được khô hạn, nên là việc chăm sóc cũng khá là đơn giản và nó ít tốn thời gian của mình nhất. Nhưng để chăm sóc được một chậu sương rồng mà có thể ra hoa thì cần phải quan sát tỉ mỉ và phải để một thời gian khá là dài thì mình mới có thể là mình chăm sóc được cái cây này nha mọi người ơi. Và nếu mà mong muốn cây mà có thể phát triển khỏe mạnh thì các bạn cần phải lưu ý một số điều như sau mà mình chia sẻ nhé. Thứ nhất là về ánh sáng và nhiệt độ tác động đến sự phát triển của cây. Là về ánh sáng và nhiệt độ mà tác động đến sự phát triển của cây thì là như thế nào? Thì đối với loại cây mà ưa sáng này như này thì cây sương rồng là một loại cây mà việc cung cấp đủ ánh sáng cho cây là rất là quan trọng. Và mình nên đặt cây ở cái chỗ nào mà có ánh sáng mặt trời chiếu đến cây và có thể trực tiếp hấp thụ ánh sáng. Việc này sẽ giúp cho cây trong quá trình trao đổi chất cho cây tốt hơn và tránh cái những cái nơi mà có ánh sáng mà nắng gắt quá và nhiệt độ quá là cao. Điều này sẽ làm cho cây bị stress và có thể bị cháy lá, vàng lá. Đó, mọi người có ý nghĩa là nó sẽ bị khô được ấy. Thì thứ hai là về lượng nước mà tưới cho cây. Về lượng nước thì hầu hết những cây sương rồng mọc nước thì thường không quá ưa nước và không cần phải tưới nước cho cái sương rồng bông này thường xuyên đâu mọi người ơi, vì cái điều này sẽ dễ cho cây sẽ bị úng này, bị thối hoặc bị thối rễ đó mọi người. Chỉ nên tưới khi mà đất khô và chú ý làm ẩm đất. Nếu bạn đặt cây ở ngoài trời có mưa thì rời chậu vào nơi mà có mái che cho nó mát là được nhá, đừng có để cây dưới cái trời mưa mà cũng đừng để cây dưới ánh nắng mà quá là gắt nó mọi người. Thứ ba là về đất trồng thì cây sương rồng thường được dự trữ nước ở phần thân đấy, nó thích sự ráo khô ráo đó mọi người. Nếu mà lượng nước của chúng ta cung cấp quá là nhiều thì cây buộc phải thoát nước từ phần đất đi. Vì vậy thì chúng ta cần phải đảm bảo là tươi xốp và cực kỳ là thông thoáng cho cái đất trồng cho cái cây như thế này.
thì các bạn cần phải bổ sung thêm các cái chất dinh dưỡng cho cây bằng phân bón hoặc là thay cái đất định kỳ cho cây nhé. Đó, thì những cái thông tin mà mình chia sẻ ở trên á, thì mong là những cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người về cách chăm sóc của sân rồng bông này thì theo phương pháp khoa học và tốt nhất cho cây, và để cho cái xương rồng này có thể mau nở hoa này thì chúng ta cần phải chăm sóc thật là kỹ càng, đúng không ạ? Đó. Và lần cuối thì em xin giới thiệu về một nơi cung cấp cây, cái cảnh xương rồng sen đá thích hợp để làm quà tặng và trang trí không gian riêng, đó là shop showroom cây đời ngay tại 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, và nó đối diện với cả Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch luôn nha mọi người ơi. Thì bên em đang có rất là nhiều mẫu cho mọi người lựa chọn, thì mọi người cần mẫu nào thì mọi người có thể liên hệ với em, gọi điện nhắn tin cho em trước. Đó mọi người ơi, thì mình sẽ cung cấp hình ảnh và mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhé mọi người. Đó, và mình có để địa chỉ và số điện thoại ở ngay trên góc trái màn hình cho mọi người ấn vào đấy mà mọi người gọi cho mình nhé. Và bên mình đang rất là nhiều quà, nhiều ưu đãi cho mọi người, thì có thể lựa chọn, có thể mua combo này, có thể mua lẻ cũng được, sẽ có rất là nhiều quà tặng, phần quà cho mọi người và rất là nhiều ưu đãi đang chờ đón mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.